Ngày 9 tháng 7, Phan Công Khanh đã bị phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an đã tiến hành điều tra, xác định Phan Công Khanh có dấu hiệu phạm tội trên nên mời lên làm việc và tạm giữ để điều tra làm rõ. Trước khi bị tạm giữ, Phan Công Khanh, 1994, quê Bến Tre hay Khanh Super từ lâu đã nổi tiếng trong giới chơi siêu xe cũng như xe phân khối lớn và thường được biết đến với cái tên trùm buôn siêu xe tại khu vực miền Nam. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Khanh đã là người đại diện pháp luật của công ty Cây Super ở Sài Gòn, một công ty chuyên kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở số 6 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh. Phan Công Khanh cũng từng là tay chơi bóng chuyền khét tiếng và được mệnh danh là vua bóng chuyền phủi với chiều cao 1m8 và ngoại hình ưa nhìn. Giai đoạn 2008 đến 2015, Khanh đã thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng sau đó đã giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay. Từ đó, anh chàng này đã bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe của mình. Năm 2015, Phan Công Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán xe mô tô và bắt đầu tiếp xúc với siêu xe từ năm 2016 với chiếc xe đầu tiên là Ford Mustang. Theo chia sẻ trên trang YouTube cá nhân, gia đình Công Khanh từng rất khó khăn và mức lương khi thi đấu bóng chuyền chỉ tầm 5 đến 6 triệu. Tuy nhiên, vì đam mê với xe nên ban đầu Công Khanh đã mua đi bán lại xe rồi mới dần phát triển. Trên các trang mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video giới thiệu hàng loạt siêu xe không chỉ đắt đỏ mà còn hiếm có. Anh chàng này cũng là một trong những dân buôn thường xuyên có được những siêu xe đầu tiên ở Việt Nam nên được nhiều người biết đến. Bộ sưu tập của Phan Công Khanh đều là những mẫu xe hạng sang Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, cùng hàng loạt xe phân khối lớn. Đầu năm 2023, trên trang cá nhân của mình, Phan Công Khanh đã chia sẻ hình ảnh chiếc Lamborghini Aventador Roadster là ước mơ của rất nhiều người chơi xe, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới với giá khi về Việt Nam là khoảng 30 tỷ đồng. Mới đây, Phan Công Khanh vẫn tiếp tục đăng video giới thiệu chiếc xe mà theo anh chàng là một trong những siêu xe giá trị nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại, biệt thự di động Rolls-Royce Phantom 8 với tổng trị giá lên đến 70 tỷ đồng. Cùng với đó, Phan Công Khanh cũng có mối quan hệ tốt không chỉ với những đại gia chơi xe khét tiếng như Cường Đô La, Minh Nhựa, mà còn với nhiều nghệ sĩ tiếng tăm như Đàm Vĩnh Hưng, Binzy, Tuấn Hưng. Không chỉ dừng lại ở việc buôn bán, sưu tầm siêu xe đắt giá, anh chàng này còn thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về những chuyến từ thiện giúp đỡ các em nhỏ, người có hoàn cảnh khó khăn với những lời lẽ hết sức hòa mỹ,